ở một cái video mà thầy đã đăng trên kênh của thầy có bạn hỏi thầy cái bài tập liên quan tới tìm x mà x mũ 3 bằng 729 bọn con xem thì chắc là không có thắc mắc gì đâu mặc dù là thầy có diễn giải hơi dài cùng với lại anh Hải Anh nhưng mà người thắc mắc nhiều nhất thì thường lại chính là các là các bố mẹ và các anh chị thì em xin trình bày và báo cáo với mọi người một chút xíu để giải đáp cái thắc mắc mà mọi người vẫn hay viết trong phần bình luận với một bạn nhỏ lớp 6 lần đầu tiên lần thứ hai làm quen với cái việc tìm ích mà có liên quan tới lũy thừa mà con số 729 không phải là bạn nào cũng có cảm nhận rõ ràng được nó nằm mấy mũ mấy mấy mũ mấy mà thực tế học sinh thì rất là đa dạng về trình độ có những bạn lên lớp 6 nhưng mà cộng trừ phân số còn chưa thành thạo, vẫn lấy tử cộng tử mẫu cộng mẫu. Rồi nhân bảng kiểu chương. Em nói thật là vẫn còn phải dừng lại một chút để suy nghĩ, chứ không phải là thuộc làu lầu như cái thế hệ chúng ta ngày xưa đâu. Nên câu chuyện mà 729 nó bằng bao nhiêu mũ 3 thì cái bao nhiêu này này là rất cần phải suy nghĩ. Các bạn đấy cần phải suy nghĩ ấy, chứ còn mình thì mình nhẩm ra ngay đúng không? Người lớn mà nhưng mà việc mình bình luận mình tranh luận mình phê phán phê bình nó kia đấy là mình đang lấy cái tư duy của người lớn để mình áp cho một đứa trẻ con thì mình sẽ thấy là sao mà nó làm chậm thế thì sao mà ngố thế sao mà làm lâu thế sao mà ừ, sao mà ngờ ngạch thế kiểu kiểu vậy hoặc là khi mình dạy con cũng thế mình thấy nó cái này mà cũng không biết rồi mình 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 điên lên rồi bởi vì nó rất là dễ đó kiểu 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 nó như vậy nhưng mà khi mà đứng trước một đứa trẻ nó lần đầu làm quen với cái bài này thì mình sẽ phải hỏi nó xem là 729 thì con nghĩ nó là là bao nhiêu mũ ba bắt đầu nó ngồi đần ra đúng không thậm chí nó còn chưa lót được câu hỏi của mình bởi vì mình đang sừng sộ lên là nó sợ rồi nó không lót được cái gì cả thế sau đó thì mình phải gợi ý nó thế con thử đi một mũ ba thì bằng mấy thôi thì bây giờ mình làm cái cách thủ công vậy cái cách này nó không có tồi đâu nhá trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu học học tập về toán học thì cái việc thử 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 xong rồi từ cái trực quan sinh động đó từ cái thử đó người ta mới rút ngắn lại người ta mới nhận ra những điều đặc biệt người ta mới à thử thế này nó lâu à thử thế kia nó nhanh à nó có cái dấu hiệu như thế này như thế kia thì mình sẽ phải kiến tạo cho các con từ đầu từ những cái nền tảng đầu tiên từ những cái suy nghĩ rất là sơ khai thôi rồi mình mới rút ngắn rút ngắn lại chứ còn vào bài này mình quạch một phát mình cho công thức mình bảo cái này có gì đâu ngày xưa bố học rồi thầy của bố dạy luôn x mũ 3 mà bằng 729 á còn lấy máy tính ở đây bố dạy x bằng căn bậc 3 của 729 đấy con bấm đi bây giờ x bằng 9 xong con chép vào bài con nộp cho cô có thể là con sẽ được điểm thì cô cũng không trừ điểm nếu như con học đến tầm lớp 9 là có căn bậc 3 rồi lớp 10 thì ok rồi được dùng máy tính nhưng nó không tốt cho tư duy toán của các bạn lớp 6 lớp 7 một tí nào cả việc mà chúng ta làm tắt chúng ta làm cho nó nhanh cho nó ngắn mà còn chưa cả hiểu kỹ khái niệm căn bậc 3 là gì rồi chúng ta cứ xài máy tính một cách vô tội vạ thì nó rất có hại cho tư duy toán của các bạn lớp bé mà lớp bé thì cứ phải từ từ phải xây dựng cái nền tảng xây dựng cái sự nhạy cảm với các con số mà em vẫn hay nói là chơi với các con số để rồi từ đó khi mà các con nó tự tin về bản thân nó tự tin nó nắm được các con số rồi nó không sợ các con số nữa và nó mạnh dạn nó nháp rồi số to nó cũng không ngại nhân chia cộng trừ bằng tay rồi thì tự nó sẽ thấy môn toán rất là dễ và nó thấy yêu thích rồi từ đó thì nó làm được các bài khó hơn và chuyện từ một cái bài dễ từ một bạn học chưa tốt mà lên đến một bạn học tốt thì nó là cả một quá trình có thể là một năm hai năm ba năm thậm chí là năm năm chứ có phải là quạch một phát một tháng hai tháng mà nó lên được đâu rồi có phải quạch một phát là giải mấy bài mấy bài xong tự tuần sau tuần sau nữa là nó giỏi đâu rất phải là kiên trì cơ thậm chí có những bạn mình phải đồng hành từ ở mẫu giáo lên lớp 5, lớp 6, lớp 7 nó bắt đầu các bạn ấy mới vững được mình buông tay ra cho các bạn ấy tự học